Hey, hôm nay đi kiếm ăn khó khăn quá, mấy lão bảo vệ cứ quanh quẩn ở đây chẳng thó được cái gì. Hey, bãi đổ xe đông quá mà mình thì chỉ mua có một ít đồ hà. Có lẽ để Lisa ngồi đây thì tốt hơn. Mình vào trong một phút rồi ra ngay chắc không sao. Để xem nào, cần một ít sữa cho Lisa, một ít bánh mì và đồ ăn nhanh. Phải đi thật nhanh để quay lại. Được rồi, Lisa, ngồi đợi mẹ nha. Mẹ vào một lát rồi mẹ ra ngay nha. Đây rồi, đúng là mở treo miệng mèo thế này. Cơ hội hiếm có đây, không thể bỏ qua được. Hành động ngay thôi. Hôm nay quả là một ngày kiếm ăn may mắn chưa từng thấy. Không ngờ lại đơn giản, nhanh gọn đến thế. Có vẻ Thượng Đế đang mỉm cười với mình rồi. Ôi trời ơi, mình không nghĩ lại đông thế này. Mãi chưa tới lượt mình, chẳng biết Lisa ngồi ngoài xe có khóc không nữa. Tại sao mình cảm thấy nóng ruột thế này chứ? Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Chờ mãi cũng vớ bở. Không ngờ có người lại bất cẩn đến thế, ra ngoài quên cả khóa cửa xe. Có thế mới giúp mình hành động nhanh. Phải lái xe thật nhanh mới được. Hả? Cái gì thế này? Mẹ! Ừ, trời ơi, cái quái quỷ gì thế này? Khỉ thật, một con bé ư? Cháu là con của cô ta. Ôi, khỉ thật, tất nhiên là thế rồi, mày còn hỏi mày làm cái gì nữa chứ? Ôi Thượng Đế ơi, đừng khóc nhóc con à. Ta phải làm gì với nhóc bây giờ? Khỉ thật, chỉ định chạy vào một phút mà quầy thu ngân chờ lâu quá, mãi mới thanh toán được. Chắc là Lisa lo lắng và đang khóc nhè rồi đây. Hả? Ô không, xe của tôi đâu rồi? Lisa ơi, con tôi đâu rồi? Lisa! Lisa ơi! Làm ơn, có ai không? Lisa con ơi! Có chuyện gì thế? Tôi không biết, có vẻ như có một tên trộm đã cõm mất chiếc xe của cô ấy rồi. Ồ không, hình như không chỉ có thế đâu. Có vẻ tên trộm đã bắt cóc luôn con gái cô ấy rồi. Thật đáng sợ, làm thế nào bây giờ? Nếu thế thì chắc tên trộm đó đã đưa con bé đi rất xa rồi. Thật tội nghiệp, chỉ vì một phút bất cẩn. Mẹ ơi! Mẹ ai? Con tôi. Ôi, Lisa, con gái mẹ. Lisa, con không sao chứ? Cô đúng là một bà mẹ dở ẹt. Dám bỏ con ngồi một mình trong xe. Cô có biết có bao nhiêu trường hợp để trẻ em một mình trong xe ô tô đã xảy ra điều đáng tiếc không hả? Cô có biết có thể chúng sẽ bị ngạt thở mà tử vong không? Cô đừng xem lại mình đi, một người mẹ đáng trách. Nếu còn lần sau nữa, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô vì tội bỏ bê con cái đấy. Ôi, con gái mẹ. Mẹ xin lỗi con gái. Con không sao chứ? Thật may mắn cho tôi, con không sao cả. May quá, tìm thấy con bé rồi. Thật hú hồn nhé. Tôi xin lỗi. Anh ta đi đâu rồi nhỉ? Mẹ rất xin lỗi con gái. Giờ thì an toàn rồi, mẹ con mình về thôi. Thôi chết, chiếc xe. Mình điên mất rồi. Mình quên mất anh ta là một tên trộm. Thật không thể tin nổi những điều vừa xảy ra với mình. Ôi trời ơi, tên trộm chạy trốn cùng chiếc xe rồi. À, cảnh sát đến rồi. Phen này tên trộm còn lâu mới thoát được. Tôi quả thật rất bận rộn. Tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ chạy vào trong siêu thị một giây thôi rồi trở ra ngay. Không ngờ. Tạ ơn vì con gái tôi không sao. Và xin hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Qua việc của tôi cũng là việc cảnh tỉnh với các cha mẹ.
hãy quan tâm và không nên lơ là với con cái dù chỉ một phút, vì như thế sẽ rất nguy hiểm. Cảm ơn cô đã trả lời phỏng vấn. Rất vui báo với cô là chúng tôi đã bắt được tên trộm. Tôi nghĩ cô chuẩn bị ra tòa kiện hắn về hành vi ăn trộm tài sản của mình đi. Thưa ngài, tôi nghĩ sau vụ việc này cũng một phần lỗi ở tôi. Tôi đã nhận ra một bài học bảo vệ con từ chính tên trộm đó. Nếu còn lần sau nữa, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô vì tội bỏ bê con cái đấy. Có lẽ tôi cũng nên cảm ơn hắn. Và dù sao, hắn cũng là một tên trộm tốt bụng. Tôi có thể xin giảm án cho hắn được chứ? Tất nhiên được cô Liri à. Vụ việc bi hài trớ trêu này là một bài học đáng suy ngẫm cho những người làm cha, làm mẹ vì quá bận rộn mà vô tình khiến con mình rơi vào nguy hiểm. Chắc chắn sau vụ việc này, Larry sẽ không bao giờ lơ là với con gái mình nữa. Ngày xưa ngày xưa, có chú chim dẻ cùi sống ở tích sâu trong cánh rừng thông. Suwara, wara, wara. Suwara, wara. Trời ạ, mới sáng sớm ra mà đã kêu inh ỏi niết hết cả tay. Tôi là tôi chúa ghét bọn chim dẻ cùi, chả có ý thức gì cả. Con nào con nấy thi nhau hò hét, chúng cứ tưởng là mình hót hay lắm hay sao mà cứ gào lấy được. Tôi cũng thế. Thôi, ta mau đóng cửa vào cho đỡ đau đầu. Suwara, wara, wara. Suwara, wara. Trời phú cho ta một tiếng hót thật tuyệt vời làm sao. Trong trẻo lại quý phái hơn tất cả mọi loài. Thật đúng là đỉnh cao của tiếng chim hót. Trời ơi, là chim sơn ca. Tiếng hót của bạn ấy mới tuyệt làm sao. Chúng ta hãy mau tới gần hơn để được nghe cho thỏa thích. Tuyệt quá, đúng là vua tiếng hát của các loài chim. Hót dở ẹt như vậy mà cũng túm tụm vào nghe. Đúng là bọn không biết thưởng thức. Hót phải như dẻ cùi ta đây mới là tuyệt nhất. Suwara, wara. Suwara, wara. Này chim dẻ cùi, bạn có thể ra chỗ khác để chúng tôi thưởng thức giọng hót của chim sơn ca được không? Đúng đó, bạn đừng có ở đây phá bỉnh nữa. Đúng là một lũ ngu dốt, không biết phân biệt hay dở. Đã thế, ta sẽ nhờ tới Phượng Hoàng, vua của các loài chim, phân xử cho rõ ràng. Thưa ngài Phượng Hoàng, tôi vừa nghe được một chuyện khiến tôi vô cùng bức xúc, muốn được bẩm báo với ngài. Đó là chuyện gì? Ngươi hãy nói cho ta biết. Chả là các loài chim tôn sơn ca là vua tiếng hát của núi rừng. Đối với riêng tôi mà nói, đó là một sự sỉ nhục với loài chim dẻ cùi chúng tôi, vốn sở hữu chất giọng quý phái hiếm ai sánh bằng. Chim dẻ cùi mới là vua tiếng hát của núi rừng, chứ không phải là chim sơn ca. Ngươi có thể quay về và nói rằng ta gọi ngươi là vua tiếng hát của núi rừng nếu ngươi muốn. Cảm tạ ngài đã hiểu cho nỗi lòng của tôi. Giờ tôi sẽ trở về rừng và thông báo cho tất cả các loài chim được biết. Này các bạn, tất cả hãy tụ lại đây. Tôi có một điều quan trọng muốn thông báo tới các bạn đây. Kể từ hôm nay, danh xưng vua tiếng hát của núi rừng sẽ thuộc về tôi, chứ không phải là sơn ca. Chính đức vua của chúng ta, ngài Phượng Hoàng đã công nhận điều đó. Dẻ cùi mà đòi làm vua tiếng hát của núi rừng. Đây là chuyện hài hước nhất mà tôi từng được nghe đấy. Tại sao không ai công nhận danh xưng mới này của ta cơ chứ? Rõ ràng ngài Phượng Hoàng đã phong cho ta rồi mà. Ta phải đi hỏi ngài Phượng Hoàng cho rõ mới được.
ngài Phượng Hoàng tôn kính. Rõ ràng ngài đã ban cho tôi danh xưng vua tiếng hát của rừng, vậy mà các loài chim lại cười cợt, chẳng coi tôi ra gì. Đúng là ta đã ban cho ngươi danh xưng vua tiếng hát của núi rừng để đáp lại yêu cầu của ngươi. Nhưng ta cho ngươi cái tên đó là một việc, còn làm sao để ngươi được xứng như vậy lại là việc khác. Sau khi nghe lời giải thích của Phượng Hoàng, dễ cùi lầm lũi bay trở về rừng. Ngài Phượng Hoàng nói đúng, là mình đã quá ảo tưởng. Giọng của mình không thể xứng với tiếng hát của sơn ca được. Tiếng hót của chim sơn ca không chê vào đâu được, vậy mà dẻ cùi lại đội sánh với sơn ca. Mà tôi để ý mấy hôm rồi không thấy dẻ cùi đâu, chắc nó xấu hổ quá không dám ló mặt ra ngoài nữa rồi. Trong cuộc sống cần phải biết mình biết ta, không nên kiêu ngạo, ảo tưởng về khả năng của bản thân. Bọn thú rừng không biết trốn đi đâu hết rồi, sáng giờ chẳng nhìn thấy con mồi nào đi ngang qua đây cả. Chẳng lẽ hôm nay lại về tay không sao? À kia rồi, vừa nhắc đã có một con mồi rồi, trông cũng béo bở hấp dẫn đấy. Con gà này trông cũng béo tốt đấy chứ, ta bắt người về làm thịt mới được. Đúng lúc nhà ta đang thèm món gà rừng, vợ và con ta chắc vui lắm đây. Xin đừng làm thịt tôi, xin hãy tha cho tôi. Hả? Xin ta tha mạng ư? Tại sao ta phải tha cho mi? Xin hãy tha mạng cho tôi, đổi lại tôi sẽ giúp ông làm một chuyện. Hơn nữa chuyện này lại rất có lợi cho ông. Giúp ta ư? Ngươi chỉ là một con gà rừng nhãi nhép mà thôi, ngươi thì giúp gì được cho ta chứ? Ông hãy để tôi đứng đàng hoàng xuống dưới đất được không? Chứ cứ túm cổ thế này khó nói chuyện lắm. Yên tâm, tôi sẽ không chạy đi đâu. Được rồi, ta sẽ để mi xuống đây xem mi nói gì. Ngươi mà bỏ chạy thì cây súng này sẽ bắn gãy chân nhà ngươi luôn. Đừng có tưởng là dễ dàng thoát khỏi tay ta nha. Cảm ơn ông. Nào, giờ thì nói đi, ngươi định trao đổi điều kiện gì với ta hả? Để ta nghe thử xem có đáng để trao đổi không nào. Nếu như ông tha mạng cho tôi sẽ dụ những người bạn và những người hàng xóm của tôi đến cho ông bắt. Lúc đó ông không chỉ được một con mồi mà có thêm rất nhiều con mồi nữa. Ông thấy có được không? Dụ bạn và hàng xóm của ngươi ư? Bằng cách nào? Thả ngươi ra ngươi trốn luôn thì ta biết tìm ngươi ở đâu chứ. Ngươi định lừa ta đấy à? Ngươi nghĩ ta là trẻ con mà dễ bắt lừa vậy sao? Không không, tôi nào dám trêu đùa với cây súng săn của ông. Tôi cũng không bảo là ông thả tôi ra. Nhưng nếu không thả ngươi ra, làm sao ngươi đi dụ được các bạn của ngươi đến đây cho ta bắt hả? Không lẽ ngươi đứng ở đây để gọi bọn chúng đến sao? Nghe đã thấy vô lý rồi. Thì ông cứ lặng lặng đi theo sau tôi thì sẽ không sợ tôi chạy mất. Tôi sẽ về nói với mọi người rằng ở đây có rất nhiều mồi ngon, mọi người hãy cùng theo tôi ra đó kiếm ăn. Sau khi tôi dẫn họ ra đây rồi thì ông tóm luôn một mẻ, thế là xong. Ừ, kế hoạch hoàn hảo đó. Tất nhiên là hoàn hảo rồi. Nếu như hợp tác với tôi, ông chỉ có lợi thôi. Bắt tôi, ông sẽ chỉ được thịt một mình tôi. Còn thả tôi ra, ông sẽ có cả đàn gà bao gồm bạn bè hàng xóm của tôi. Nè, ngươi sẵn sàng để bạn bè và những người hàng xóm của mình phải chết chỉ để giữ lại mạng sống của ngươi sao? Ta sợ đến lúc cuối cùng ngươi lại đổi ý, như vậy thì ta sẽ mất hết rồi còn gì. Như vậy chẳng phải là ta sẽ bị thiệt thòi hay sao? Ông yên tâm, tôi đã nói là làm mà. Chỉ cần mạng sống của tôi được đảm bảo thì việc gì tôi cũng dám làm hết. Khá đấy, nghe cũng hợp lý đấy. Nhưng mà... nếu như ông vẫn không yên tâm thì tôi sẽ đảm bảo với ông rằng tôi không chỉ dụ mồi cho ông lần này mà những lần sau khác nữa. Tôi cũng sẽ dụ mồi cho ông. Tôi còn rất nhiều bạn bè khác nữa, bọn chúng ở khắp nơi trong khu rừng này. Hay, kế hoạch rất hoàn hảo, hay lắm. Ta nghe cũng thấy rất hợp lý. Nói vậy là ông đã chấp nhận lời đề nghị của tôi và tha chết cho tôi đúng không? Tôi đã nói rồi mà, hợp tác với tôi là quyết định vô cùng đúng đắn. Tha chết cho mi ư? Đừng có mơ.
Ông nói thế nghĩa là sao? Ông vẫn muốn giết tôi ư? Mi đúng là đồ độc ác, sẵn sàng bán rẻ bạn bè và hàng xóm để giữ mạng sống của bản thân. Mi sống trên đời thế là đủ rồi đấy. Ta sẽ không bao giờ hợp tác với một kẻ xấu xa như Mi đâu. Những kẻ ích kỷ, chỉ sống cho bản thân mình, sẵn sàng bán đứng bạn bè, người thân để đạt được mục đích thì sẽ nhận được kết cục xứng đáng.